Thanh Hóa và Bình Định đang thể hiện phong độ cao tại V-League 2023. Thanh Hóa xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Nam Định 4 điểm. Cả hai đội đều duy trì mạch bất bại từ đầu mùa giải. Nếu Thanh Hóa giành 3 điểm trên sân Quy Nhơn của Bình Định và Nam Định không thắng được đương kim vô địch Công An Hà Nội ở trận đấu cùng giờ, khoảng cách giữa hai đội đầu bảng có thể thu hẹp. Công An Hà Nội phải đảm bảo không mất điểm trước Nam Định, nếu không, cơ hội bảo vệ ngôi vương của họ sẽ khó khăn hơn. Thanh Hóa cũng đối mặt với thách thức khó khăn khi làm khách trước Bình Định. Đội bóng này chỉ kém Thanh Hóa 1 điểm và đã giành chiến thắng ở 2 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 trên sân của Hà Nội FC. Sự cách tân trong chiến thuật dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang làm nên sự khác biệt cho Bình Định, đặc biệt sau khi bộ ba ngoại binh Sebastião, Alexander Malon, Almeida và Leonardo Melo đã thích nghi nhanh và ghi bàn cho đội bóng. Sân nhà Quy Nhơn cũng là điểm tựa quan trọng cho Bình Định. Trận đấu giữa Thanh Hóa và Bình Định hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và không thể đoán trước kết quả.